Xôm chun rương khơi tà srò srò Bờ tàm để thập đấng xâm rắp nẹ đại bàn chụp cà luồng bẩn lại phía chán kệ bàn chụp tại khả mọt nẹ đập tay phần nó Bọn tay bà nì dây bị sạch nhiệt bóng và ôn anh vinh cứ cầm rõ nâng mì nẹ chụp nà Bọn tay nực nông thương ai ní Khi nhóm nâng lược dơ cái rương rộp bỏ và ôn bỏ mình nẹ một bị khát cùng phung spư trái chun o lúc nẹ bàn sạp cầm sàn Đại là rương nút cứ bị tệ tôn chỉ mùi nâng ca khơi và lần bình nhiên lấy sạch nhiệt rộp bỏ quạt nổ anh Có mọi khá bê dũ, anh chênh lúc nẹ tạm đàn sạp đôi tỏ tờ Suốt đấy nẹ tệ ngọt khá Nhi giấy bí rương đã nhóm chọn chai ở rùm lệch như cư về tợp tại cát làng bà màn cần là khai môn nỉ ảnh. Khi nhóm cư chỉ nẹ khai cầm phông sứ, hai cát bị cần là khai muốn. Chỉ ta đã bọc nhóm quạt bàn tờ tuôn mò rả nạp hiếp đời xa cho rìa biệt. Hai cám vị thị bốn có bàn bà rả rộp thập vơ lãng nơi bất tệ hà rộp bọc quạt tại mạng đòn. Sống lông ật tới các rõi bẩn tách tệ tôm chỉ mùi nâng bất tệ. Cứ bị đám lại, đây tế rồi bỏ ta vì miền sập hiệp thùng của xóm Hai con đợt tây rùm nâng mặt đài rồi bỏ nhóm cứ bàn riêng ca nâng bài tế từ rùa nơi tì tây bị khỉa Miền tại mình bờ nâng mình bẩn to bờ bẩn nó đài rùa nơi nông đầy lô chỉ mùi khỉa Cứ mình bờ trời rùa nơi tế chai chỉ mùi nâng tài giấy Chìm này mình bẩn to bờ cứ bàn sang xong tế thâm mây mùi tiết bị cái rái tế tài giấy nông đầy lô tại mùi nông anh Vân tay còn sáng xong chỉ rộp bị phát tế chư có buộc phọt bị đấy đòi mình toàn riêng cọng nụ tê. Phát tế mình bẩn tọp bởi nụ cư mình cho chênh chôl trở trẻ srụ lọ ná. Vì mình họp đôi phát tế chá rộp bỏ ta đại bán riêng cọng rụi hai nụ tê. Đó lên chẳng, ta nâng giấy có tay tài tử ổng cùi lê nhật tí nụ. Bố ấy vì mình ổng rừng đó là tử buồn ế nốt xâm rạp ổng cùi lê srụ cho là cả. Vân tay bê ta sạp anh chẳng. Cảm vị thí bốn có trời bàn riêng trong thơ nơi bạ rửa viên phía khẳng mục Chìm này phía mình bẩn tọa bờ nơi khẳng khói lúc mình sơ mình mình nốt từ bồn màn tế Mình tới khả mình rút lên mùi plẹt và nọ Nhi dây bị khi nhóm ai này vĩnh Cứ miễn bà bôn mình còn tội mình nẹ ai giúp mùi khuộp chiên hái Hai nơi thằng ngày bồn sọp rồi bọt tá Khi nhóm nâng bà bôn con có bàn từ chỗ ruộng đối bóng và ôn con chào đọt tây dính chân Nơi dục tí bí, cõi bê kệ đọt cầm chửi bố chia sọp rồi bỏ ta rút Nhóm nâng bà bún của bà nông khía đào sẵn đầy từ phía rồi bỏ mình bẩn thoạp bư Đầm bấy chui luôn ở cồn kênh khá nông rừng cọng phía nụ Bê nâng cụp khía cứ thật nâng khá nông ruộng bọn khẳng mục thằng ọ Nơi khẳng cõi cứ khá miên nổ ná cõi bị bụi khá nhóm tiếng bầy ní tê Cõi bị cồn kênh lộ tứ, khá nhóm có cõi bỏng rong nâng đá từ khẳng mục phía Phím lúc bật buồn rồi bọc nhóm có sùa thà, bọn anh tới nà Khi nhóm có chơi thật từ khẳng múc đầm bầy cầm đỏ ruộng bọn chì mùi nâng kế anh Lưu anh chẳng, bật buồn khi nhóm có khót nâng bạp thà, còn tới chào khi nhóm khát Bụi ấy ẩn rừng mùi tiết để nơi các bài ẩn rừng côn vì chỉ ẩn rừng đài ta châu chật xâm ran cả gọt nở rổ Đào dùl à rong bật bún, khi nhóm có sốc chất nơi cầm đỏ cọt rồi hột tòa để dục bẩn tách tự mình bẩn tòa bớ cọt đào mộc nâng láng tư riêng trong khẳng lư ở phụ khi nhóm xâm rạ. Thế ngày xa ảnh láng, cam vị thí bốn của bạn bẩn chọp tư nghìa vì liệt ngày trọng hay khi nhóm nâng bật bún của bạn mong khi vươn trở lọc một tẻ vinh. Về một đọt tẻ, khi nhóm sắp tên được khơi xâm nua mùi chọt xua tư cam bật bún rồi bọc khi nhóm thả. Tạng bị đào mốt, ôn ánh cứ chi mình nụ đài rừng mồm, mình sớp hay khá chi mùi nâng rương khá mọi khám ấy ổn nâng tì. Hát ấy dục đài kia bầu chia ta, ôn ánh bái chi chanh ạc rạ khó thô mặt đàn chẳng. Bà bồn rộp bọc nhóm có đá chất nì dây bạp thà. Tạm bật tử, khi nhóm ban khơi ta tăng bị thằng ngày sạp một lạ. Cứ dục đi mùi nụ khi nhóm mình phiếp khá là hàn ông quý dốt con ở kênh tay mình ấy đôi đẹp bọn bàn khơi sạp môn nâng tư cầm đỏ ruộng bọn. Bọn tay dù bần tay tế, khi nhóm sạp tay thông khăn xanh bà rây Vì mình men chịa bà rây cỡ đá dương thô mà đá tế Cứ bà rây sạc sẵn cài, hỏi bởi 8.5 cứ ta quạt chỗ bà rây sạc sẵn cài nụ anh Bần tay cõi mốt, con rộp bó dương sạp tay nhẹ làng hỏi dung khăn riếp đô chịa bàn khơi nhỏ vầy mùi Rư miên ở vầy mùi cầm bông tay bẩn lại quạt ảnh chăng Luông mùi sẵn tu thông ấy nó tự bạch nâng sầm ngòm kênh từ mình ភ្លាមនោះខ្ញុំស្រាប់តែឃើញតាកំពុងតែសម្រាននៅលើអង្រឹងដែលគាត់ឧស្សាហ៍សម្រានរត់ដល់នោះឯង ចំណែកឯក្លិនបារីស្លឹកសង្កែនោះក៏បាត់ទៅតាមគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយទើបបានជាយុគបន្ទាប់នោះខ្ញុំភ័យខ្លាចយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំឯណេះគ្រាន់តែលឺប្រពន្ធរៀបរាប់កន្លងព្រឺសម្បល់ពេញដៃទៅហើយព្រោះខ្ញុំនេះខ្លាចខ្មោចជាងប្រពន្ធទៅទៀតតែយ៉ាងណាខ្ញុំក៏បានលួងប្រពន្ធនិងលួងខ្លួនឯងថាវាមិនចម្លែកនោះទេដែលមនុស្សស្លាប់ទៅប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងគេមិនទាន់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនស្លាប់ តើតែ3ថ្ងៃឬ ដោយសារទៅតែខ្លួនមួយអញ្ចឹងក៏មិនចាំបាច់ខ្វល់ច្រើនកន្លែងណាដែលអាចគេងបានក៏ចេះតែគេងបណ្ដោះអាសន្នសន្តិហើយយប់នោះជំរឿនរបស់ខ្ញុំគឺនៅកន្លែងលោកគង់ទេសនាកាលពីល្ងាចនោះឯងដំបូងឡើយឃើញមានតាតាតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលសម្រានកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំគេងលក់បានប្រហែលជាង ខ្ញុំក៏បានឃើញតាម្នាក់កំពុងតែសម្រានក្បែរខ្ញុំហើយក៏កំពុងតែស្រមុកលឺផងដែរដល់ពេលងើបខ្លួនមើលទៅក៏ឃើញតាតាសរុបទាំងអស់ តែដំបងឡើយខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍នោះទេដែលគិតថាក្រុមបងចុងភៅជាអ្នកជក់ព្រោះពេលហ្នឹងពួកគាត់នៅលេងបៀមិនទាន់សម្រានទេមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងខ្ញុំស្រាប់តែស្វាងលេងងងុយហើយមុននឹងរកកន្លែងផ្សេងគេមិនត កំពុងតែរៀបខ្ញុំក៏ធំក្លិនបារីទៀតតែក្លិនលើកនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យរបស់ប្រពន្ធគឺវាជាក្លិនបារីស្លឹកសង្កែអ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់ក្លិននឹងច្បាស់ជាយល់ថាវាមានក្លិនខុសពីបារីក្រដាស់យើងធម្មតាហើយការដែលនឹកដល់ប្រពន្ធគឺនឹកឃើញថ្ងៃមុនគាត់ថាគាត់បានធំក្លិនបារីស្លឹកសង្កែនឹងឯងរួចហើយក៏បានឃើញតា ភ្លាមនោះខ្ញុំក៏ប្រញាប់គេងវិញគិតថាបើគេងលក់បើភ្នែកឡើងនឹងភ្លឺតែម្ដងលែងមានអ្វីត្រូវខ្លាចទៀតហើយមានឯណាក្រោយពេលតម្រេតខ្លួនគេងបានមួយសន្ទុះរលាវរលាវរៀបនឹងគេងលក់ទៅហើយស្រាប់តែមាននរណាម្នាក់បានដើរកាត់កន្លែងខ្ញុំគេងនោះគឺដើរទៅក្នុងទិសដៅពីក្បាលទៅចុងជើងរបស់ខ្ញុំតែម្ដង ហើយពេលគេដើរកាត់នឹងច្រមុះខ្ញុំក៏ទទួលបានក្លិនស្អាងធូបនិងក្លិនបារីស្លឹកសង្កែឡើងឈួលតែម្ដងហើយរត់តែគួរឲ្យព្រឺក្បាលគឺពេលម្នាក់នឹងដើរទៅមិនទាន់ផុតផងខ្ញុំក៏ក្រោកតាមមើលប៉ុន្តែម្នាក់នឹងក៏រលាយបាត់ភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចឃើញហើយពិតជាញាប់ញ័ររកប្រាប់មិនត្រូវតែម្ដងរួចខ្ញុំក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះបញ្ជ្រាបជាមួយនឹងបងប្អូនវិញទោះគេងមិនលក់ក៏ដោយក៏វារៀងកក់ក្ដៅជាងមុនច្រើន ខ្ញុំគិតថាម្នាក់ដែលដើរកាត់កន្លែងខ្ញុំគេងនោះប្រកាសជាតាមិនខានឡើយតាមមើលគាត់នៅមិនទាន់អស់ចិត្តមិនទាន់អស់អាល័យគាត់នៅចង់ដើរមើលនេះមើលនោះដោយទម្លាប់ការគាត់នៅរស់អញ្ចឹងហើយរឿងហេតុចម្លែកគឺខ្ញុំបានជួបតែប៉ុណ្្នឹងឯងតមកដូចជាមិនបានឃើញអ្វីទៀតឡើយ